này mình khác vậy? Bao nhiêu tiền? Cái đó 380 vạn tệ. Lại báo giá đuổi khách đi đấy hả? Không hề nha đại ca ơi. Thủy tinh trùng đó, toàn thân đều có màu. Cảm giác ánh sáng này thật tốt. Không gian phát triển rất lớn. Soi đèn còn phát huỳnh quang. Tinh thể trông rất già. Toàn thân còn có hoa xanh. Mảnh vật liệu này có cơ hội là băng hoa bay. Nhưng vỏ da hơi mỏng, sợ bị nứt nhiều. Bạn nói thủy tinh trùng là hơi quá rồi. Tôi còn phải cắt ra. Bạn cho tôi giá thật. Nếu bạn thật sự thiện chí mua thì 198 vạn tệ chốt đơn. Nếu là 7 chữ số thì không cần phải nói chuyện nữa. Giá cả có thể thương lượng. Bạn mua được bao nhiêu thì cho giá. 6 chữ số có cơ hội không? Thôi như vậy đi. Bán cho bạn 88 vạn nhé. Bạn cũng vui, tôi cũng vui. Bạn giảm giá cũng nên nhỉ. Cho tôi cảm giác như đã tiết kiệm được 200 vạn tệ. 9 vạn tệ có bán không? Đậu xanh, đây là màu xanh lá cây cao băng. 9 vạn tệ mua ở đâu chỉ tôi với. Mở mồm là thủy tinh cao băng. Tưởng tôi là tiểu bài ca. Tôi sẽ thêm cho bạn 1 vạn. Số cho 10 vạn tệ. Bạn trả tôi chút phí. Tôi sẽ hỏi giúp bạn. Không phải bạn nói hàng của bạn sao? Sao lại đòi phí hỏi giúp nữa? Thì nó là của tôi và bạn tôi mua chung. Tôi bán lỡ anh ta không chịu thì sao? Chắc là chủ hàng này muốn ăn hai đầu. Bạn như thế này, tôi sẽ thêm cho bạn 1 vạn tệ. Tôi không quan tâm bạn thêm cho chủ hàng hay bạn lấy làm phí. Dù sao tổng cộng tôi sẽ cho bạn 11 vạn tệ. Bạn hỏi xem có được không? Được, được. Tôi hỏi một chút. Chất liệu này đủ các biểu hiện của băng. Ít nhất là băng trùng có hoa bay xanh. Hoặc là cao băng. Không cần lo trùng ngọc kém. Chìa khóa là có bị nứt hay không. Chủ yếu, dưới 20 vạn mà có thể mua thì rất đáng đánh cược một lần. Này, được rồi, bạn tôi đồng ý rồi, chốt đơn, chốt 11 vạn phải không? Tôi sẽ chuyển cho bạn, tiểu mập, có máy nào dành cắt giúp anh cái vòng tay này với nào? Hôm nay tìm thấy tôi là một người bạn làm y khoa ở Phúc Kiến. Qua nhiều năm nỗ lực của bản thân đã có rất nhiều tiền. Anh ta nói với tôi, mặc dù kiếm được nhiều, nhưng tự mình áp lực rất lớn. Bình thường anh thích cắt một ít đá để xả xì chết. Nhưng năm ngoài đã bị lừa hàng triệu, nên anh không muốn chơi nữa. Nhưng sau khi xem video của tôi lại bùng lên sự thôi thúc cắt vật liệu. Xem phương pháp xả xì chết của đại ca là cắt đá. Có sức mạnh. Hãy cùng nhau chúc anh ấy may mắn đi. Khai máy. Tăng mạnh, phát tài, may mắn. Chúng ta cùng xem kết quả cắt ngọc nhé. Được rồi, mở ra đi. Hồi hộp lắm rồi. Chất lượng không có gì phải bàn cãi, có dấu hiệu hóa băng. Còn vào hoa nữa, lấy ra xem kỹ nào. Điều bất ngờ lớn nhất của chất liệu này là hoa bay rất đẹp, vòng tay là có rồi. Thấy chưa, vòng tròn ánh sáng lạnh và băng sắc này đang đưa nước lên trên. Màu xanh ngọt ngào độc đáo của Milner, sáng tạo và thanh lịch, quả thực là vòng tay tình yêu trong mơ của nhiều thiếu nữ. Sau khi đánh bóng, chắc là một vòng tròn đầy hoa. Thêm vào đó, miếng này có thể tạo ra hai chiếc vòng tay hoa nổi băng. Theo các bạn viên này lại hay lỗ, lấy xuống xử lý hàng nhé. Vòng tay băng trùng hoa bay.